Shopmoviet.vn bán ít nước quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Chào mừng các bạn trở lại với vai mùa Việt nha. Ngày hôm nay mình sẽ chơi con tướng Zeal, thần mộng mị. Zeal một con tướng sát thủ mình nghĩ là rất mạnh trong cái mùa này, nhưng không hiểu tại sao là Zeal có tỷ lệ thắng nó thấp như vậy. Ok đấy, gank rất dễ anh em ơi, chỉ cần có chiêu cùa anh em đi gank kiểu gì cũng có mạng. Và đây là khắc tinh của những con tướng sát thủ vật lý này, hay là xạ thủ, đặc biệt là xạ thủ anh em ơi. Zeal là khắc tinh, chuyên gia bắt lẻ anh em ơi. Những cái pha solo mà Zeal có chiêu cuối là auto có mạng nha. Ôi cứu mình bạn ơi, cứu, help me. Ơi hay quá, thả tim quá tuyệt vời. Trời ơi, chỉ thích những pha thả tim của cô giáo Veda thời điểm đầu game thôi. Hiện tại Veda là vị tướng pháp sư được anh em yêu thích cực kỳ nhiều. Bởi những cái pha thả tim, những pha sốc đam, nút bụi sốc đam cực kỳ mạnh. Và chính ra Veda và được anh em yêu thích từ trước rồi cơ. Nhưng mà bây giờ mấy mùa gần đây thì mới được anh em yêu thích. Chứ cái con Veda này bên bản gốc của Game Club Mobile là Vương Giải Minh Diệu được chơi rất là nhiều và rất được yêu thích với phong cách nút bụi thả tim. Đấy, trong bụi trong chạy ra thả tim combo khỏi chạy luôn. Ủa cái gì vậy bạn ơi, luyện ngục nó hơi bị mù mắt nha. Hôm nay thì Mô Việt vẫn tiếp tục làm video clip tặng fan và chúc anh em luôn luôn mạnh khỏe nha. Hiện tại còn Covid nó đã comeback rồi. Đấy, nên là mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe và có sức khỏe tốt thì mình mới đề kháng được với con virus. Đấy, nhớ may mà có bị virus thì cũng không có bị làm sao. Rồi hạn chế đi ra ngoài ở cái thời điểm này, nhất là các bạn đang ở trong cái vùng cách ly, trong vùng mà có người bị Covid hay là người F1, F2, F3, F4 gì đấy. Đấy, thì hạn chế ra ngoài. Mình nhiều ở nhà suốt thôi anh em ơi, tầm này là ở nhà thôi. Chứ ra ngoài là cũng hơi mệt đấy. Đen mà các bạn cũng nhớ cài cái blue zone à. Đấy, cái đấy để phát hiện nên xung quanh có người bị nghi nhiễm hay không. Cái pha vừa rồi Richter hay nha. Richter hay nha anh em ơi. Ở đấy lúc đấy thì mình cũng chưa có chiêu. Mình đã để Richter chạy. Chưa có chiêu thì làm sao Richter chạy được đúng không anh em ơi. Gươm Loki này. Bây giờ cái gươm Loki nó cứ bị giảm sức mạnh cơ. Thế mới đen. Trước là cái kiếm chiêu giảm sức mạnh, sau đó thì gươm Loki cũng giảm luôn theo. Đấy. Ông phép cũng giảm đi. Rồi cái đòn đánh thường sau khi giải kỹ năng nó cũng ít sát thương đi. Thành ra là những con sát thủ phép thì nó cũng không quá bá so với những con sát thủ vật lý đâu. Đấy, nói chung là rip sát thủ đi rừng và đi đường sẽ sướng hơn. Nhưng mà Zeal anh em ơi, hack dam thì vẫn rất là dễ. Từ từ xài chiêu cuối vội nha, đừng vội xài chiêu cuối. Bây giờ mới xài này. Wow, điên quá anh em ơi. Thực ra thì Zeal đối mặt với Richter phải đợi Richter xài cái chiêu 2. Chứ nếu mà bạn ấy còn chiêu 2 thì chiêu cuối của mình cũng chẳng có sát thương bao nhiêu đâu. Chặn hết anh em ơi. Ở cái đường này Malok ơi, ở Malok chết rồi à. Nhưng mà cũng yên tâm, bây giờ mới gần phút thứ 5 thôi. Whip không phá là trụ nha, ở đây hít tí cái bùa đồng để đi gank cho sướng này. Hiện tại thì có lẽ nhiều anh em được nghỉ học sớm rồi, phải học ở nhà học bài online. Thành ra là nếu mà anh em được nghỉ sớm là nhất là các bạn sinh viên này mà chưa có link chơi game thì nhớ lên shopmoviet.vn của mình ủng hộ nha. Hiện tại thì có cả game tốc chiến ở Linko Mobile, rất nhiều link để các bạn chơi. Đen đấy nhở, vẫn chưa kích hoạt được nhưng mà thả team là tốt. Thả team của cô giáo Veda rất lợi khi mà các bạn chơi những con tướng phép nha. Nó được giảm sát phép hay sao như là vậy.
Ờ hình như là vậy anh em ơi, không biết phải ông đâu quên nhỉ. Ok, cái để không nào mình làm Veda thì mình sẽ xem kỹ lại anh em ơi. Còn chiêu cuối bạn ơi. Wow. Lừa tình đấy, lừa tình đấy. Các bạn có thể chơi Jill và dùng chiêu cuối lừa tình nha. Chơi Jill mà xài chiêu cuối sớm quá thì cũng hơi toang đấy. Bởi vì nếu mà xài chiêu cuối xong rồi mà tôi địch chết luôn, mà anh em vẫn vẫn còn chiêu 2 thì có một lần lướt nhảy đi được. Nhưng mà nếu không còn chiêu 2 thì thực ra là cũng hơi toang. Nhiều khi là mình thấy anh em chơi Jill thì rất là xanh, nhưng mà xài chiêu cuối sớm quá ấy, xài chiêu hết chiêu là chết rồi. Để các bạn có thể là nhảy chiêu 1 hoặc là lém nhảy chiêu 2 hoặc là lém chiêu 1 trước ở trong đánh thường. Rồi sốc đam xài chiêu cuối là những cái pha là solo 1-1 thôi, còn những pha mà 2 thì cứ bình tĩnh thôi anh em ơi, cố gắng làm sốc đam chết được con chủ lực nha bạn, rồi giữ cái chiêu cuối để sốc đam để lé chiêu thì mình mới có thể cân team được anh em ơi, chứ hết chiêu cuối rồi chỉ có chạy thôi. Và đích tời thôi mấy anh em là lốt nha, chứ mình yếu máu rồi. Hiện tại thì anh em có thể thấy là chơi sát thủ đi rừng thì phải có hút máu, mà hôm nay nick của fan lại không có ngọc hút máu phép. Thành ra là mình nên sớm một cái đồ cấp 2 của cái quyền trưởng DA, tăng khả năng hút máu cho siêu hồi phục tốt thì mới có khả năng trở lại giao tranh sớm được. Chứ mà không có đồ hút máu mà đi rừng ý thì rất dễ toang và khó hách vàng lắm anh em ơi. Mình đánh nhau combat mình yếu máu, mình vô đừng mình farm tí đầy máu mình lại ra, bởi vì mình đợi chơi cuối mà anh em ơi, có chơi cuối mình ra ăn mạng sau đó mình lại rút về. Đấy là chơi Jill đơn giản như vậy thôi. Cái combo nhanh của Jill thì anh em đều thấy rồi, đó là nhảy chiêu 2 đó, đánh chiêu 1 ấn chiêu cuối luôn đấy, combo rất là nhanh nha. Còn cấu gì ở từ xa thì cứ ném phong down thôi, chiêu 1 cứ ném đi, ném mà sao trúng 2 hoặc 3 là anh em nhảy chiêu 2 vô, anh em đánh thường ấy rất là lợi. Jill thì thực ra là khỏe đấy, solo mạnh đấy, nhưng mà trong giao tranh tổng thì nó có cái điểm là mình cũng hơi buồn và hơi khó điều khiển, à không thể điều khiển được luôn, đó là chiêu cuối nhiều khi nó nhảy rất là linh tinh, mình không thể điều khiển được nó nhảy vô đâu. Thành ra là chiêu cuối vào ba đứa nó cứ nhảy vào đứa có đầy máu thôi, hoặc là những nhảy vô đứa có đùi gà thôi đấy, thành ra là nhiều khi là chết rất là ngáo ngơ bởi vì những pha gọi là chiêu cuối vào tướng địch có nhiều người. Đấy, chiêu cuối vào tướng địch yếu máu, máu mỏng. Đó anh em ơi, thì nó hợp lý vô cùng. Như vừa rồi bắt chủ lực rất là nhanh. Victor hay nhở. Thôi nha. Bạn Victor này hơi trâu này. Bạn này có kháng phép anh em ơi. Victor kháng phép. Thành ra là mình đánh không có tốn mà lại có cái giáp A. Thực ra đánh Victor là cái phong cách semi là có đồ công đồ thủ là mạnh nhất, chứ full tank không khỏe, full dam mỏng quá đấy. Chơi Victor là nhây nhây mà anh em ơi, mình đến đây mình bắt AD trước, sau đó mình chiêu cuối mình né sát thương. Ôi Victor chạy nhanh nhở, mà chạy có thoát được đâu bạn ơi. Rồi bây giờ thì anh em ơi, 11 mạng rơi tàn tần luôn. Nhưng mà đánh tàn thật ý thì thực ra anh em có chơi cái kiểu này này, các bạn ăn mục tiêu lớn, các bạn cứ ném chiêu 1 xong nhảy chiêu 2 vô đánh thường, xong chạy ra xong ném chiêu 1 nhảy chiêu 2 đánh thường. Đấy, có thể chạy ra chạy đi chạy lại để mình kích hoạt cái nội tại bão tố của Jill. Rồi game là dễ với Jill, nhưng mà không hiểu tại sao tỷ lệ thắng của Jill nó thấp như vậy, như 4 mấy% thôi anh em ơi. Xếp gọi là xếp cũng là top 5 từ dưới lên. Trời ơi, khỏe mà là top 5 từ dưới lên là cũng có rất gì đó là lầy lọ đấy. Nghĩa là Jill có thể đầu game và giữa game khỏe, cuối game có thể sẽ bị lật kèo hay là bị phế. Nhưng thực ra mình thấy con Jill này cuối game không phế đâu. Phế đâu anh em ơi, cuối Jill cuối game vẫn chơi được mà. Này thì chạy lè, hết cái chiêu 2 rồi chạy làm sao được nữa. Ra vừa rồi là mình có cái chuyện hỗn mang, thành ra là kháng phép cũng không có cửa chạy được đâu.
Hiện tại ngọc của League 5 của mình là bạn đấy xài ngọc tím là 10 viên tốc đánh tốc chạy luôn. Thành ra là mình lên sớm cái đồ kia thì anh em cũng chú ý nha. Khi mà không có ngọc hút máu phép thì nên sớm cái đồ cấp 2 của cái truyền trượng đấy. Rồi, whip này, whip này, whip lên một tí mình nhảy là mình chiêu cuối luôn này anh em ơi. Ui, trời ơi, đấy, chiêu cuối vào tanker. Thường nó sẽ chiêu cuối vào cái mục tiêu có phần trăm máu thấp nhất. Rồi nó ưu tiên vào tướng địch và nó ưu tiên vào cái tướng địch có ít máu nhất và thấp phần trăm máu thấp nhất anh em ơi. Thành ra chơi Jill thì anh em không nên để là máu thấp nhất nha. Các bạn để máu thấp nhất thì hay ấn chiêu cuối vào lính lắm. Các bạn để phần trăm máu thấp nhất thì mình thấy là nó hợp lý hơn. Chứ để máu thấp nhất là ấn là lính là bị đồng tựa độ trở ngu là cũng hơi buồn đấy nha. Rồi, làm nhẹ cái hai đường cái thôi. Anh em ta lại rút lui. Đơn giản mà, đánh trần bài nha. Bây giờ tầm 40 giây nữa thì con tà thần nó sẽ ra tiếp này. Thế ra mình sẽ ăn một vòng bùa rồi mình sẽ qua đẩy lính lên rồi ăn con tà thần tiếp rồi thả ở cái đường trên ý. Sau 3 đường mega là win rồi anh em ơi. Đấy, đánh trần bài, đánh cao thủ đánh trần bài thì nó dễ thắng và không bị lật kèo. Còn nếu anh em mà chơi theo kiểu là mình xanh rồi thì là mình cứ đi lẻ, mình đi săn mạng, ăn thật nhiều mà ăn chục mạng rồi chưa đã ăn đến 20 mạng lật kèo anh em ơi, lật kèo nha. Thực ra là team bạn trận đấu này thì cũng khá là khỏe ở late game, thế mình late game thì cũng không yếu, thậm chí là vẫn rất khỏe, nhưng mà team bạn late game cũng rất là khỏe, anh ra chưa thể nói được đâu. Mga lết này, Luka lết này, đấy. Bên mình thì Veda với Moren đều lết, tính ra chơi được. Bây giờ chơi được nha. Rồi ăn ra thần anh em ơi, mình sẽ thả đường trên này. Ôi, chụp cuối đẹp thế nhở? Ôi, thôi xong rồi. Trời ơi, xong chiêu cuối chạy luôn nha, chiêu cuối chạy luôn nha, mà không chạy được rồi anh em ơi. Mà toang luôn nè. Wow, để các bạn đấy combat tế đi lát. Trời ơi. Chiêu cuối của con cá, sau đó chiêu cuối của whip. Mà Malok không chiêu cuối, mà Malok chiêu cuối lên trên nhá. Mình cũng không có góc để mà chơi game. Còn thành ra bây giờ thì nhìn team bạn phá nhà thôi. Nếu hiểu kiểu gì. Trận đấu nó thắng. Trận đấu bị lật kèo một cách rất là buồn, một cách rất là chóng vánh mà không kịp ngáp luôn. Ok, anh em ơi, leo rank thì số phận là tỷ lệ thắng thấp thì nó cũng có nguyên do đấy. Đen thôi chứ đọc cứ đi nha. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống,